Xin chào tất cả quý vị và khán giả yêu đàn nhị. Vâng, trong thời gian vừa rồi có rất nhiều các bạn học sinh của tôi có yêu cầu tôi làm một cái đoạn solo đàn nhị trong cái một bài hát. Bài hát đấy có tên là Tự Tâm. Và khúc đàn nhị đó là của anh Trần Văn Sâm kéo rất là hay, mình cũng thích cái khúc đó. Thì để theo nguyện vọng của các bạn thì hôm nay mình sẽ ghi cảm âm và hướng dẫn các bạn câu nhạc đó. Để trước khi vào bài học thì tôi xin đánh qua cái đoạn demo của nó. Nó cũng ngắn thôi nhưng mà nó rất là hay, rất là có cái gì đấy mang cái rất là Việt Nam. Mình cũng thích cái giai điệu, nó nghe rất là cái có cái chất Việt Nam mà nó vẫn khoe được các cái kỹ thuật rồi thì những cái nhạc cảm. Vâng, thì sau đây tôi xin vào bắt đầu câu 1 của nó. Bài này thì chúng ta sẽ chơi trên trên đàn dây sòn rế. Nếu mà các bạn có cái đàn nhị độc tấu của nhạc viện, đàn nhị độc tấu mang phong cách nhạc viện thì chơi bài này nó sẽ là hợp nhất, nó sẽ là ra cái âm thanh đó nhất. Dây sòn rế. Rê mi mi rê mi si la si rê si. Rê mi mi rê mi si la si rê si. Tôi bắt đầu vào đàn. Tôi xin đánh lại. Câu 2. Son mi la la son mi son mi la la son mi re si la si son mi re si re si la si son mi re si la si. Xin đánh lại. Câu tiếp theo. Mi si si la la son son mi mi si si la si. Mi si si la la son son mi si si la si. Đánh lại. Tiếp theo la la son mi re si la si la la son mi re si la si.
tiếp theo. Si mi 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 si mi si re si mi mi la si. Đọc lại. Si mi 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 si mi si re si mi mi la si. La son mi la son la son la son re son mi. La son mi la son la son la son re son mi. Tiếp theo lại nhắc lại cái câu vừa nãy. Si mi 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 si mi si re si mi mi la si. Si mi 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 si mi si re si mi mi la si. Câu cuối. La son mi la son la son la son re son mi son la si re mi. La son mi la son la son la son re son mi son la si re mi. Vâng, thì đấy, nó rất là đơn giản thôi, không không khó, kiên trì một chút là các bạn sẽ học được rất là ngắn và rất là hay. Một câu nhạc cũng đáng để học. Vâng, thì thời lượng của chương trình đã hết và các bạn có yêu cầu làm bài gì thì cứ comment ở phía bên dưới, tôi sẽ giúp các bạn. Xin chào các bạn.